Nào, con ốc sên này nó có cái gì nhỉ? Hai cái mắt nó nằm ở đâu? Hai cái mắt nó nằm ở trên. Trên nào? Ui, con thấy tròng đen của nó rồi. Thấy luôn tròng đen của cái mắt nó. Kinh vậy. Hai lâm. Ừ. Con xem đi. Con sẽ khám phá chân của nó. Ừ. Con không sờ đâu, để cho nó để khám phá nhìn nó thôi. Ốc sên làm gì có chân? Quá mà. Đâu? Khám phá được đấy. Nhưng mà nó không phải là chân, nó bò bằng cái giáp của nó. Đâu? Đi ra đi. Mày đang làm gì đấy? Con này đang bò lên con này này. Như con này bị bịt trắng rồi. Ừ. Con gì đấy nè? Nó đang bò đây. Vâng. Con đứng xuống dưới đây, con xem, đứng xuống nhỏ chị. Ruột của con này này nhỏ.